Câu hỏi 14. Đừng cố gắng bới móc lỗi lầm của người khác. Hãy biết tha thứ nhưng nên nghiêm khắc nhìn lại mình. Câu này dạy đạo đức gì? Trả lời câu hỏi 14. Đừng cố gắng bới móc lỗi lầm của người khác. Hãy biết tha thứ nhưng nên nghiêm khắc nhìn lại mình. Câu này dạy đức hiếu sinh nghiêm khắc chính mình. Tha thứ mọi lỗi lầm đối với người khác, nhưng đối với mình thì phải nghiêm khắc, không được vi phạm những giới luật nhỏ nhặt. Vì vi phạm vào những giới nhỏ nhặt là vi phạm vào đức hạnh làm người, khiến cho mình khổ, người khác khổ. Nếu không tự nghiêm khắc mình thì sẽ làm tai sai cho dục lạc và ác pháp. Làm tai sai cho dục lạc và ác pháp là làm sai giới luật đức hạnh. Làm sai giới luật đức hạnh là làm khổ mình, khổ người. Không tự nghiêm khắc mình trong kỷ luật, trong thiện pháp, trong đức hạnh, tâm sẽ luôn luôn phóng dật chạy theo dục lạc và các ác pháp thế gian, thì tu hành chẳng ích lợi gì, còn làm thêm tội lỗi. Tu hành không tự nghiêm khắc mình trong kỷ luật, tu hành như vậy chẳng bao giờ đi đến đâu cả, chỉ uổng phí một đời tu hành mà thôi. Những người tu hành luôn luôn bới móc lỗi lầm của người khác là những người xấu ác, không xứng đáng là những người tu sĩ Phật giáo. Người tu sĩ Phật giáo không bao giờ bới móc những lỗi lầm của người khác, cho nên các tu sinh phải dè dặt, cẩn thận, đừng để vi phạm những lỗi lầm này. Những người vi phạm những lỗi lầm này thì phải xấu hổ chừa bỏ, không nên tái phạm lại nữa. Còn tái phạm là không xứng đáng ở trong tu viện, hãy hoàn tục ra đời như bao nhiêu người khác thì lại ít tội hơn. Chính Đức Phật dạy, thấy lỗi mình, đừng thấy lỗi người. Thấy lỗi người là một việc làm sai trong đạo Phật, huống là thấy lỗi người mà còn bới móc các lỗi của người này người kia biết, thì đó là một tội ác quá lớn, quá sai. Thấy lỗi người mà còn bới móc lỗi người là một người không xứng đáng làm người. Hãy từ bỏ ngay những hành động ác pháp đó. Bới móc nói xấu lỗi của người, làm như vậy có lợi gì cho mình đâu, mà còn làm thêm hại, thêm chướng ngại cho tâm mình, cho con đường tu tập của mình, không biết chừng nào xong. Người tu hành phải thấy cái sai, cái xấu, cái lỗi này, phải cố gắng khắc phục và tự nghiêm khắc với mình, đừng để vi phạm vào những sai lầm này nữa. Là người tu sĩ Phật giáo là người tu thiện pháp. Người tu thiện pháp còn bới móc những chuyện xấu của người khác là không phải người tu thiện pháp. Người tu hành như thế, chúng ta cần nên cảnh giác tránh xa, vì những người như vậy là những người không xứng đáng cho chúng ta làm bạn tu hành. Trong bức tâm thư này, người mẹ dạy con, đừng cố gắng bới móc lỗi lầm của người khác, hãy biết tha thứ, nhưng nên nghiêm khắc nhìn lại mình. Câu này dạy đạo đức rất tuyệt vời. Ở đời mà có người mẹ biết dạy con như vậy là phước báo rất lớn. Người ngoài đời dạy con như vậy, huống chi chúng ta là những người tu hành theo Phật giáo, sao chúng ta lại bới móc lỗi lầm của nhau? Như vậy thì chúng ta còn xứng đáng là những người đệ tử Phật nữa hay không? Nếu thấy chúng ta tự nghiêm khắc mình trong kỷ luật Phật, sống biết nhẫn nhục tùy thuận và bằng lòng, hoặc sống độc cư trầm lặng một mình trong thất, ăn ngày một bữa và sống thiểu dục tri túc, ít tham ngủ, ít sân hận, thì nên ở lại tu viện tu hành, rất xứng đáng, không nợ cơm ăn áo mặc của đàn na thí chủ. Còn sống giới luật không nghiêm chỉnh, không giữ gìn các hạnh, không sống với đức hiếu sinh, thì làm sao tâm buông xả cho sạch những ác pháp, thì làm sao thân tâm tìm được sự giải thoát, dù cho có tu bao lâu cũng không giải thoát. Thấy sức mình tu không nổi thì nên hoàn tục, trở về đời sống như mọi người thì không phí uổng cuộc đời, không làm phiền lòng người khác. Cho nên người tu hành theo Phật giáo đừng cố gắng bới móc lỗi lầm của người khác, hãy biết tha thứ mỗi lỗi lầm và nên nghiêm khắc nhìn lại mình, thì sự tu hành mới đến nơi đến chốn.